Cũng rất là may mắn thì bà xã mình luôn luôn đồng cam chịu khổ và luôn luôn chịu đựng rất là nhiều trước khi chơi môn này, và đến khi chơi môn này tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum tà la, mà cứ vung tiền cho mấy em này để nói là một cái sự kinh khủng. Nhưng mà mình cũng đã thuyết phục bà xã mình cái gì nó có giá của nó, thì rất là may mắn là bà xã mình đã vượt qua được. Và nếu mà bà xã mình không vượt qua được thì chắc là hôm nay mình không đứng ở đây. Cái này mình chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên, khi mà chúng ta quyết định chọn một ai đó, chúng ta phải tìm ra một cái lý do để chúng ta không bao giờ thấy hối tiếc. Thứ nhất là cái tính cách, thứ hai là cái tình yêu lao động, nó quan trọng vô cùng. Nếu một con người không có tình yêu lao động, một thanh niên mà không có tình yêu lao động, họ không bao giờ có thể bảo vệ bạn, che chở cho bạn những cái lúc mà nguy biến hoặc là những cái lúc mà khó khăn, bởi cái cuộc sống mình là không bao giờ chúng ta được nghĩ nó là màu hồng. Thì giống như một người mà mình chọn lựa thì mình phải nghĩ là họ có 99 điểm xấu, chỉ có một điểm tốt thôi. Vậy chúng ta phải bám víu cái điểm tốt đó để chúng ta yêu suốt đời cái điểm tốt đó. Và khi chúng ta xảy ra cái gì đó, chúng ta đừng nhớ cái 99 điểm xấu kia, mà hãy ôm cái điểm tốt đó, đó là sự chung thủy.